với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hai lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 là dịp để nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm về pháp luật bảo vệ trẻ em trong phòng chống xâm hại, bạo lực, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước trẻ em. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức của toàn xã hội, nhất là gia đình, nhà trường về chung tay bảo vệ, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Truyền thông các hoạt động về tháng hành động vì trẻ em năm 2022 gắn với biểu dương khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí và mùa hè an toàn lành mạnh. Thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, đặc biệt là đối với những trường hợp trẻ bị bạo lực, xâm hại, để có biện pháp can thiệp hỗ trợ kịp thời. Tại lễ phát động, 30 đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em 320 triệu đồng, trao quà và học bổng cho 30 em có hoàn cảnh đặc biệt.